Sau khi cho ra mắt dòng sản phẩm S20 thì Samsung rất là tự hào với những cái cải tiến của mình về camera, ví dụ như kiểu là camera zoom 100x này, hay là camera với độ phân giải cao lên đến 108 megapixel. Đối với camera zoom 100x thì mình sẽ làm ở các video sau, còn hôm nay thì hãy cùng Hoàng Hà Channel tìm hiểu xem là cái camera về độ phân giải cao lên đến 108 megapixel thì thực sự nó làm được những gì. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu xem là độ phân giải cao thì có nghĩa là gì. Một bức ảnh thì được cấu tạo bởi rất là nhiều điểm ảnh thì người ta gọi đó là pixels. Và bức ảnh có độ phân giải cao thì có chứa rất là nhiều điểm ảnh, chất lượng ảnh càng cao và cho các bạn khả năng là zoom vào ảnh càng nhiều. Vì vậy mà một bức ảnh có độ phân giải cao thì thường rất là nặng. Và chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra này có độ phân giải lên đến là 108 megapixel. Và hôm nay thì hãy cùng mình trải nghiệm xem là camera 108 megapixel thì có thể chụp được những bức ảnh như thế nào. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử chụp bằng chế độ cam thường và camera độ phân giải cao. Mình thấy góc này khá đẹp. Bây giờ như các bạn thấy đây thì mình đang là ở để ở cam thường nhá, tỷ lệ là 3:4. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang chế độ chụp độ phân giải cao là 108 megapixel. Mình hãy cùng xem là về so sánh giữa hai ảnh chất lượng cao và ảnh chế độ cam thường nhá. Nếu mà nhìn qua bằng mắt thường ấy thì hai ảnh gần như là không có quá nhiều khác biệt, mình chả thấy khác biệt gì. Đây là camera thường thì đến ở một cái độ zoom nhất định thì các chi tiết đã mất nét và không thể zoom được nữa. Đây, nhìn đến đây là không thể zoom nữa rồi. Độ phân giải cao. Như bạn thấy ở đây là khi mà zoom đến phần các con gà thì là độ phân giải vẫn rất là tốt, hoàn toàn như một bức ảnh bình thường luôn, không có một cái biểu hiện của sự vỡ nét gì cả. Đây, mình zoom đến tận con gà này cơ. Đó, thì mình vẫn có thể khai thác được. Trong khi ở chế độ ảnh bình thường thì đến tầm một nhóm gà này đã mất chất lượng rồi. Các bạn có thể vuốt lên để xem chất lượng ảnh nhá. Ví dụ như ảnh này chỉ nặng khoảng tầm hơn 3 MB một tí thôi, với độ phân giải là 4000 x 3000. Trong khi ảnh độ phân giải cao thì chúng ta có dung lượng lên tới là 26,6 MB với độ phân giải là 12000 x 9000. Thì rõ ràng là với ảnh độ phân giải cao thì dung lượng rất là nặng. Bây giờ thì mình có tìm được một cái công trình xây dựng khá là phức tạp, có cả sáng, cả mảng sáng, mảng tối và rất là nhiều chi tiết. Và bây giờ mình sẽ tiến hành chụp và so sánh giữa camera độ phân giải cao và camera phân giải thấp nhá. Đầu tiên là camera thường. Camera thường thực chất là cho một cái chất lượng hình ảnh khá là tốt, khá là đẹp. Mình có thể thấy được rằng là chất lượng hình ảnh này, các cái cấu tạo vật thể chi tiết vẫn rất là đẹp. Bạn vẫn có thể crop được vào một cái lượng nhất định. Ví dụ các bạn chỉ muốn lấy cái công trường hay không muốn lấy cái cây, cái xe thì bạn vẫn có thể crop vào đến đây. Tuy nhiên để cùng chuyển sang camera chất lượng cao, độ phân giải cao, thì khi mà các bạn zoom này, các bạn có thể thấy được rằng là các cái biển, phố này thì chất lượng ảnh rất là tốt, độ phân giải cao, zoom vào được rất là nhiều. Đẹp chỉ là có thể các bạn nào mà thích chụp chân dung ấy, crop nguyên cô ấy đứng cạnh Exeter đây, đây có thể được coi là một bức ảnh chụp đường phố rồi. Đó là một cái lợi thế của camera với độ phân giải cao. So sánh giữa hai bức tường mà có nhiều chi tiết ở đây thì khi mà chúng ta không zoom vào thì hai bức ảnh đều cho màu sắc khá là tốt này, chi tiết tốt. Nhưng mà khi mà mình zoom vào sát đến các cái chi tiết người đạp xe ở đây này thì sự khác biệt đã thấy rõ. Ở bên camera độ phân giải cao ấy thì cho chi tiết còn rất là tốt, nhìn như là một bức ảnh được chụp cận. Trong khi đó thì camera thường đã thể hiện được là sự vỡ nét của nó này, các cái pixel vuông đã bắt đầu hiện rõ ra và gần như là một bức ảnh chất lượng kém mà các bạn khó có thể sử dụng được các mục đích hậu kỳ. Trong khi đó thì bên phía camera có độ phân giải cao ấy thì các bạn có thể crop riêng hình những người đạp xe này ra để làm một cái bức ảnh riêng và chất lượng của nó thì không hề giảm. Tiếp đến là một ví dụ mà mình cho rằng là điểm trừ của camera độ phân giải cao, đó là khi mà mình chụp bạn mẫu này ở chế độ là ngược sáng, ánh sáng rất là phức tạp ở phía bên ngoài cửa sổ vào, thì nhìn chung là hai bức ảnh đều cho một cái màu sắc tương đối tốt so với một bức ảnh ngược sáng. Tuy nhiên là khi mà mình bắt đầu zoom vào các chi tiết của mẫu, như các bạn có thể thấy ở đây là phần tay của mẫu ở bên camera chế độ phân giải cao ấy
gần như là nó mất chi tiết rồi. Nó là một cái lỗi của camera gì đó khiến cho hình tay như kiểu là hình sơn vẽ chứ không phải hình chụp nữa. Trong khi đó thì ở bên phía camera thường tốt hơn, chi tiết vẫn giữ lại và thực tế là nhìn giống tay người hơn. Tuy nhiên thì khi mà các bạn zoom vào thật là sâu ấy, zoom vào hết sức của bức ảnh ấy, thì camera độ phân giải cao vẫn có nhiều chi tiết hơn, có rất là nhiều pixel, có rất là nhiều điểm ảnh. Khi mà chúng ta zoom vào phần bàn phím thì chúng ta có thể thấy được rằng là các cái phím ở trên máy tính ấy, độ phân giải của camera chất lượng cao đều khá là tốt. Trong khi đó thì bên phía cam thường gần như là vỡ nét và không thể nhìn được là chữ gì rồi. Qua những cái so sánh và đánh giá nhanh của mình về chất lượng ảnh của camera độ phân giải cao và camera thường ấy, thì trong những điều kiện ánh sáng tốt ấy, thì cái độ khác nhau cũng không quá nhiều, độ chênh lệch. Và nhất là khi mà các bạn up lên Facebook hoặc là Instagram ấy, thì độ phân giải có lẽ là không còn ý nghĩa bởi vì kiểu gì nó cũng bị nén lại thôi. Vì vậy mà mang đến cho mình một cái câu hỏi là vậy thì thực chất là cái độ phân giải cao của camera 108 megapixel này nó có những ích lợi gì? Đầu tiên ấy là mình nghĩ đến một cái ích lợi ấy, đó là khả năng in ấn của một bức ảnh có độ phân giải cao. Nếu như mà bạn nào đã từng mang một cái bức ảnh đi in ấn chẳng hạn thì các bạn biết rõ rằng là với một cái bức ảnh chất lượng thấp hoặc là độ phân giải thấp ấy, thì khi mà in ra ảnh hoặc là phông bạt ấy thì cho chi tiết rất là kém và nhìn gần như là không hề đẹp một tí nào. Trong khi đó thì với một bức ảnh với độ phân giải cao ấy, thì khi mà các bạn mang ra in ấn thì nó sẽ cho một cái chất lượng rất là tốt, một bức ảnh rất là đẹp và có thể phục vụ đến các cái mục đích khác nhau, ví dụ như là thương mại hoặc là làm quà tặng. Và cái tác dụng thứ hai của một chiếc ảnh có độ phân giải cao ấy, đó chính là nó cho bạn cái khả năng là có thể hậu kỳ. Có nghĩa là khi mà các bạn chụp xong thì các bạn có thể thoải mái zoom này, cắt này, chọn cái ai hình ảnh mà mình mong muốn để có thể up lên mạng xã hội. Ví dụ như là một bức ảnh mình có ở đây nhá, mình vừa chụp một bạn đang chụp đồ chơi của bạn ấy chẳng hạn. Đây là toàn cảnh hình bức ảnh với cả hình ảnh bạn ấy đang chụp đồ chơi này. Có cả tấm kính đằng sau này, có cả các con đồ chơi. Và khi mà các bạn có một bức ảnh độ phân giải cao ấy, bạn có thể chọn crop. Bạn có thể chọn zoom vào đây. Chỉ riêng thôi, lấy riêng 5 con đồ chơi thôi tại đây. Đó là các bạn đã có một bức ảnh để up lên mạng xã hội rồi. Hoặc là các bạn không thích thì bạn chỉ muốn lấy chân dung bạn nữ thôi. Đó, bạn thể crop vào đây là nó đã có một cái bức ảnh với độ phân giải cực kỳ tốt, có thể up lên mạng xã hội. Hoặc là với thậm chí thuyết phục hơn là các bạn có thể zoom riêng ra một con đồ chơi này thôi. Đây, hai con này. Đó, và chọn up. Thì đây cũng là một cái hình ảnh cho chất lượng rất là tốt. Với một bức ảnh có độ phân giải cao thôi thì các bạn có thể rất là nhiều lựa chọn hậu kỳ sau này. Thì đây là một cái tác dụng mà mình nghĩ là các bạn không thể bỏ qua. Vừa rồi là những đánh giá nhanh của mình về camera độ phân giải cao 108 megapixel trên chiếc S20 Ultra. Theo mình đánh giá thì đây là một camera với cái chất lượng hình ảnh rất là tốt này, cho độ phân giải cao. Và nếu như mà bạn nào mà yêu thích nhiếp ảnh ấy, thì rõ ràng là chiếc camera này là chiếc camera không thể bỏ qua. Các bạn hãy cùng chia sẻ là những nhận định của mình hay là những cái đóng góp về camera với độ phân giải cao này ở phía dưới phần comment cho mọi người cùng biết nhé. Và cuối cùng hãy đừng quên ấn nút theo dõi kênh YouTube của Hoàng Hà Channel, bởi vì trong thời gian tới ấy, thì bọn mình sẽ ra video clip đánh giá về zoom 100x của chiếc S20 Ultra. Xin chào và hẹn gặp lại. Thì hãy đi cùng giải thích